đồng hành cùng phong thủy và số phận hôm nay để biết được những bí mật xung quanh tên của mình. Tên Diệu Ái, tương ứng với số 4, là tượng trưng cho công bằng, trách nhiệm và bình yên, liên hệ với sao La Hầu. Số 4 tương đương với hoàng đế của lá bài Tarot, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng, nhưng chỉ trong một đại hạn nào đó. Tìm hiểu về tính tình và nhân cách của những bạn có tên Diệu Ái. Làm việc nhiều, bền bỉ, tín cẩn, nhưng không phải là người sáng chế hay phát minh, là trụ cột của kỹ nghệ, của xã hội, tổ chức và kiến thiết giỏi. Làm việc với suy nghĩ chín chắn, cẩn thận, chính xác, nhiều khi đi sâu vào cả chi tiết, vì vậy mà bị lạc khỏi mục tiêu chính. Lương tâm chức nghiệp, nếu được dùng đúng chỗ, sẽ đem đến kết quả tốt, nhưng dùng sai sẽ bị phí mất thời giờ và mất năng suất rất nhiều. Có khuynh hướng bảo thủ, ưa chống đối các việc cải cách. Các bạn có tên Diệu Ái thường tìm hiểu, do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào việc. Tiền bạc rất quan trọng đối với họ vì lý do muốn đời sống được vững chắc hơn là hưởng lạc thú. Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ. Những sự thực thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương, thích thú trước việc làm. Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành động bất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi, có tổ chức và lãnh đạo. Các cuộc chống đối có trật tự và áp bức thành công. Những bạn có tên Diệu Ái thường trầm lặng, có điều độ, mực thước và ít biểu lộ. Ít có tính hài hước, không mấy tháo vát. Bản tính trung thành, tin cậy, là người bạn thật tốt và lâu dài. Diệu Ái hướng nội hơn là hướng ngoại, có khuynh hướng trả thù hơn là tha thứ. Kém tế nhị, kém ăn nói, thật thà, nghĩ sao nói vậy. Không có tính chỉ huy nhưng rất cứng đầu, khó mà lay chuyển được ý định của họ. Vậy, những bạn có tên Diệu Ái, công việc, năng khiếu và tiền bạc của họ sẽ như thế nào? Họ rất thích hợp cho các việc cần có sự tập trung và chú ý từng chi tiết. Các nghề thích ứng như kỹ sư, kiến trúc sư, thầu khoán, kế toán, thu ngân, quản thủ thư viện, hóa học, dược sĩ, toán học, luật gia hoặc thẩm phán xuất sắc. Có thể thành công trong các việc khảo cứu khoa học, phần lớn thiếu óc sáng kiến và tưởng tượng nên không thích hợp với các nghề thương mại, quảng cáo hoặc tuyên truyền. Là nhân viên có tinh thần trách nhiệm, có thể hợp với các công việc buồn tẻ, đều đặn mà không chán. Họ rất tin cẩn, thật thà và ham làm, nhưng thường là nhân viên đắc lực. Nếu làm chủ thì kém điệu nghệ, bởi vì họ thường hay đòi hỏi người làm cũng phải thích thú công việc như mình, không biết tha thứ cả lỗi nhỏ nhất. Diệu Ái cẩn thận về tiền bạc, biết đề phòng khi mưa, nắng, trở trời. Mua bán rất chặt chẽ, không hoang phí, thường mua đồ cũ hơn là đồ mới. Ít người thích cờ bạc hay đầu tư liều lĩnh, họ chỉ dám làm các công việc có kết quả chắc chắn và kiếm được đồng nào thì giữ chắc đồng đó. Về đường tình duyên của các bạn có tên Diệu Ái, không tương tư một cách dễ dàng, rất cẩn thận, thực tế, tiến bước trên đường tình một cách chậm chạp và chắc chắn. Rất hiếm người có tình yêu sét đánh, phần đông thường tìm hiểu lâu dài, từ một năm trở lên rồi mới quyết định, sau một năm nữa mới tới hôn nhân. Là một người lý tưởng cho những ai muốn kiếm một người tin cậy, làm việc nhiều và cương quyết. Họ thường dè dặt, ít bị chi phối bởi tình cảm nên có hạnh phúc với những người cùng chung mục tiêu. Cần tình yêu nếu không rất dễ bị cô quạnh, khổ sở nhưng lại ít dám tỏ tình. Diệu Ái thích hợp với các con số 4, 7 và 9 là những người đồng quan điểm và rất nghiêm nghị. Kết hôn với người có số 2 và 6 thường đem lại nhiều hạnh phúc nếu số 2 bớt lãng mạn và số 6 bớt lý tưởng. Có thể kết hợp 1 và 8 nếu các số này bớt tính hậm hĩnh và óc chỉ huy.
không thích hợp với người có số 3 và người tương ứng với số 5, vì đó là dầu và lửa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng phong thủy và số phận. Hẹn gặp lại các bạn vào các số tiếp theo.